Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, có một nàng dâu ham chơi lười nhác, sau khi bị nhà chồng nhắc nhở đã đem lòng bực dọc và oán hận. Nàng dâu ấy còn cho rằng gia đình chồng đang o ép mình, cảm thấy rất là buồn bực vì chuyện đó. Cách sống thiếu tích cực, lối suy nghĩ lại thỉnh cận này đã dẫn đến những hành vi phạm tội khiến cho ai nghe xong cũng sẽ phải giật mình. Đó chính là vào một ngày, cô con dâu đã đầu độc cả gia đình của nhà chồng bằng lá ngón. Liệu âm mưu thâm độc ấy có đạt được mục đích hay không? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Phượng mùi mấy, cô con dâu trời đánh ấy bước chân đi làm dâu nhà người khi vừa tròn 18 tuổi. Cái tuổi đó với các thiếu nữ Dao nói riêng và người vùng cao Hà Giang nói chung thì cũng đã ở độ chín muồi để sinh con đẻ cái và gánh đỡ việc gia đình. Nếu xét về hình thức thì Phượng mùi mấy, trú tại thôn Nậm Ai, xã Nam Sơn, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang là một cô gái nổi bật xinh đẹp theo tiêu chuẩn của người Dao. Mấy có dáng người tròn lẳn, chắc khỏe và nước da bánh mật quyến rũ. Khi mấy vào tuổi dậy thì, bao trai tráng ở các bản lân cận đã mê mệt khuôn mặt tròn như trăng rằm, đôi mắt một mí và nụ cười sáng bừng của cô. Không những vậy, mấy còn có tính đong đưa khéo léo chuyện trò, nên các chàng đã mê lại càng như bị bỏ bùa. Sau này, khi mấy bị khởi tố và bắt tạm giam, những lần khai báo tại cơ quan điều tra công an tỉnh Bắc Giang, cô đã trải lòng với các cán bộ điều tra rằng chính bởi cái nghèo và sự ít học đã khiến mấy suy nghĩ thiển cận rồi gây ra những tội lỗi tày trời đó. Nhưng các điều tra viên đã nói với mấy rằng nghèo chỉ là một cái cớ để mấy viện vào, quan trọng là cách sống thiếu tích cực, lối suy nghĩ thiển cận. Không có sự vun đắp trau dồi kinh nghiệm hàng ngày của cô về đối nhân xử thế nên đã biến cô trở thành con người ích kỷ và hồ đồ như vậy. Mấy luôn kể với mọi người là nhà mình rất nghèo, cái nghèo đã khiến cuộc sống của gia đình mấy bị bó hẹp và bức bối. Bố mẹ mấy quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, quần quật với những nương ngô thửa ruộng bậc thang trong hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt. Ngoài những lúc mùa màng, họ lại vào rừng hái củi làm thuê làm mướn, nhưng vẫn bị cái nghèo bủa vây. Mấy là chị cả của bốn đứa em nhỏ, vậy nên ngay từ khi bắt đầu nhận thức được trọng trách của mình, mấy đã chấp nhận bỏ học sớm để ở nhà giúp đỡ bố mẹ chăm nom các em. Những con chữ còn chưa đánh vần sõi, đến cái tên mình còn chẳng thể viết nổi, thế nên mấy luôn tự ti ngại ngùng khi có ai nói đến chuyện học hành. Bởi vì mấy chỉ học được vài câu bập bõm, do đó cô luôn thu mình, hạn chế các mối quan hệ để tránh mọi người biết được những khiếm khuyết của mình. Nhưng bù lại, càng lớn mấy càng đẹp, bao cậu thanh niên trai tráng trong và ngoài bản, mỗi lần nhìn thấy mấy đều díu hết cả chân. Rồi như vô thức, họ cứ bước theo mấy về nhà. Cũng vì vẻ ngoài nổi bật đó của mấy mà mọi người cũng bỏ qua những thiếu hụt của cô. Trong số những chàng trai si mê theo đuổi mấy, phải kể đến Phượng Tròi Bú, sinh năm 1988, người cùng thôn với mấy. Bú là thanh niên hiền lành chăm chỉ, dù gia đình cũng có của ăn dùng để thuộc diện giàu có trong vùng, nhưng Bú luôn khiêm tốn hòa đồng. Bú theo đuổi mấy khá lâu, cho dù xung quanh Bú cũng có không ít những thiếu nữ bị Bú làm cho mê mệt, nhưng anh ta chỉ yêu mỗi mấy. Biết nhà mấy khó khăn, Bú thường sang làm giúp những việc đồng áng, chia sẻ mọi vui buồn với mọi người trong gia đình. Bố mẹ mấy rất ưng bụng cậu thanh niên này, bản thân mấy cũng đã siêu lòng trước chàng trai nhà giàu mà hiền lành tốt bụng. Bởi thế sau gần một năm yêu thương tìm hiểu, khi tròn 18 tuổi, mấy và Bú quyết định về xin phép hai bên gia đình để được gắn bó với nhau lâu dài. Một đám cưới vui vẻ diễn ra, rượu ngô đầy chai, thịt lợn đầy bàn, các gia đình trong làng ngoài bản lũ lượt kéo đến ăn uống, chia vui và chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ sớm có tin vui. Thương chẳng hiểu sao, thời gian cứ trôi qua, vợ chồng mấy cũng như gia đình hai bên mong mãi chẳng thấy mấy đậu thai. Càng mong càng sốt ruột, rồi được mọi người mách nước rằng muốn có con thì phải nhận một đứa trẻ làm con nuôi. Nghe vậy, vợ chồng mấy đã bàn bạc và quyết định nhận cháu Phượng Mùi Khé, 8 tuổi, làm con nuôi. Cũng bắt đầu từ khi đứa trẻ này xuất hiện, giữa mấy và gia đình chồng xảy ra thêm nhiều mâu thuẫn. Thực chất, việc xuất hiện của đứa trẻ này chỉ như giọt nước làm tràn ly cho sự căng thẳng giữa mấy và mọi người nhà bên chồng. Bởi từ khi về làm dâu nhà Bú, mấy đâm ra lười nhác, sống ỉ lại và tiêu pha như bắt được tiền. Hàng ngày được chồng chiều chuộng, bao việc được chồng làm đỡ hết. Mấy lấy cớ ở nhà tầm bổ an dưỡng để mang thai nên cô ta chẳng bắt tay vào việc gì, điều đó đã khiến bố mẹ Bú chướng mắt. Nhiều lần ông bà nhắc nhở cô con dâu và nói thẳng với Bú không được chiều vợ quá đáng. Về sau, Bú cũng nhận ra sự lười nhác ỉ lại của vợ, anh cũng góp ý nhưng mấy vẫn không tiếp thu, thậm chí cô còn cho rằng gia đình chồng đang o ép mình và cảm thấy buồn bực về chuyện đó. Hôm đó sau khi thu hoạch xong vụ chè, bố chồng ấy là ông Phượng Tròi Nhàn đưa cho cô con dâu 200.000 đồng để chi tiêu việc gia đình. Có tiền, mấy mang ra phiên chợ mua luôn quần áo đẹp cho mình và cho Khé. Sau khi biết việc chi tiêu của mấy, mẹ chồng đã trách cô ta không biết chi tiêu lo lắng cho gia đình.
Sau khi biết chồng mình cho con dâu tiền mua đồ, nhưng cô con dâu chỉ mua cho mình mà không mua cho người khác, một phần vì ghen ăn tức ở, phần khác vì thấy chồng tốt với con dâu nên bà mẹ chồng cùng mọi người nhà bên chồng thay nhau chỉ trích đay nghiến mấy. Bố chồng mày cho tiền vì được ngủ với ổng hả? Bị mọi người trách mắng, mấy thấy ấm ức và cay cú, tuy không nói lại nhưng mấy đã bốc cơn giận sôi ngùn ngụt. Và rồi trong đầu cô ta nảy sinh ý định trả thù cho Hà cơn giận. Một buổi sáng mùa hạ nóng sấy, mấy dậy thật sớm nấu cơm cho mọi người ăn sáng để lên nương. Việc này cũng khá lạ, bởi lâu nay cô con dâu vốn vẫn hay dậy muộn và chẳng nhúng tay vào việc gì, nhưng vì ai cũng bận việc của người đó nên mọi người cũng chẳng để ý. Trong lúc nấu món canh rau, mấy thả một nắm lá ngón xanh ngắt mà cô ta đã hái ở trên rừng trước đó. Đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, sau khi nấu nướng xong xuôi, mấy gọi bố mẹ chồng là ông Nhàn và bà Mương, chị chồng là Phượng Mùi Liền, em chồng là Phượng Mùi Liên và cháu Khé ra ăn cơm. Trước khi ăn, mấy đã dặn cháu Khé là không được ăn canh rau, nhưng cháu Khé còn nhỏ, thấy mọi người ăn thì cháu cũng đòi ăn canh. Mấy thấy vậy thì không dám can ngăn vì sợ bị lộ, do đó cô ta cứ mặc cho cháu ăn thoải mái. Chỉ khổ cho cả nhà bố, vì không biết âm mưu và việc làm thâm độc của cô con dâu nên cả nhà cứ tự nhiên ăn hết bát canh có nấu lẫn lá ngón. Về phía những người trong gia đình anh bố, sau khi ăn xong bát canh rau nấu lẫn với lá ngón, cả nhà bàng hoàng vì chỉ trừ cháu Khé, tất cả đều thấy hoa mắt chóng mặt người nôn nao. Biết đã bị trúng độc, gia đình đã gọi cho hàng xóm, rất may cả nhà đã nhanh chóng được giải độc và kịp thời cứu được cả bốn người trong gia đình thoát nạn. Ngay sau đó, thông tin về sự việc này đã được gia đình anh Pú báo lên công an huyện Hoàng Su Phì và công an tỉnh Hà Giang. Chẳng mất quá nhiều thời gian, lực lượng công an đã làm rõ được thủ phạm gây ra vụ đầu độc kinh hoàng này. Phượng Mùi Mấy đã bị bắt ngay sau đó, khi đó cô ta đang trốn ở nhà bố mẹ đẻ của mình. Khi thấy các chiến sĩ công an, Mấy tỏ ra rất bình tĩnh, cô ta nói với các chú công an bằng chút ít tiếng Kinh ít ỏi. Để cháu vào chuẩn bị quần áo. Đối với các điều tra viên công an huyện Hoàng Su Phì, đối tượng Mấy là người quen vì trước đó chưa lâu, Mấy đã từng làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng, tố cáo việc mình bị cha chồng dụ dỗ, cưỡng tình nhiều lần. Theo lời khai của Mấy, năm 2006 cô kết hôn với người chồng cùng năm sinh và về sống với gia đình nhà chồng. Trong quá trình sinh hoạt, do vợ chồng Mấy không có con nên nhận một cháu bé sinh năm 2003 về làm con nuôi. Theo lời tố cáo của Mấy, trong quá trình sinh sống tại nhà chồng, cô bị bố chồng ép quan hệ nhiều lần. Rồi sau đó thông tin này bị bại lộ, dẫn đến việc Mấy bị mọi người trong nhà và hàng xóm chỉ trích. Nhận được đơn tố cáo, cơ quan điều tra đã vào cuộc nhưng xét thấy lời tố cáo không có cơ sở, vậy nên cảnh sát không xử lý, cũng không đề cập đến việc Mấy có phạm tội vu khống hay không. Khi bị bắt, tại cơ quan điều tra, Mấy đã khai rành rọt những việc mình đã gây ra. Cô ta thừa nhận rằng, việc cô ta cho lá ngón vào canh rau chỉ đơn giản để thỏa mãn cơn giận. Khi biết Mấy làm cái việc kinh khủng đó, bố chồng của Mấy đã choáng váng, anh bị sốc và tức giận đến nỗi đã lồng lên đi tìm Mấy để đòi trả thù. Khi vào nhà tạm giam, Mấy đã nhận thức được hết sự nghiêm trọng và nguy hiểm về hành vi phạm tội của mình. Không chỉ vậy, cô ta đã thấy ân hận và dày vò vì những gì mình gây ra. Cô ta bảo thấy xấu hổ và sợ hãi, không dám nhìn ai, đặc biệt là không cả dám nghĩ đến chồng và mọi người bên đó. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã kết luận rằng hành vi phạm tội của Mấy là đặc biệt nghiêm trọng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà cô ta đang tâm hạ sát cả gia đình chồng. Với mức độ hành vi phạm tội đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố Phượng Mùi Mấy về tội sát hại người. Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa lưu động, xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phượng Mùi Mấy và tuyên phạt bị cáo 9 năm tù. Các bạn có cảm nhận gì về câu chuyện trên? Hãy để lại bình luận phía bên dưới để cho chúng tôi cùng được biết nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Đừng quên like và subscribe để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất với những câu chuyện hay và hấp dẫn khác nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.